Xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Mình vừa nhận thấy là mình đã làm rất nhiều những top 10 chai nước hoa mùa hè, top 10 những chai nước hoa thu đông, top 10 những chai nước hoa dành cho người mới bắt đầu. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình làm top 10 những chai nước hoa dùng để đi chơi buổi tối. Và ngày hôm nay, trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em top 10 chai nước hoa mà các anh em có thể dùng để đi chiến đấu vào buổi đêm trong những ngày thu đông này. Ok, let's go. Ở vị trí số 10 đó là một sản phẩm của một công ty, họ chuyên về làm mút. Thế nhưng mà sau đó họ cũng đá ngang, đá dọc và cuối cùng là cũng đã làm nước hoa. Cái chai nước hoa mình muốn nói đến ở đây đó là Montblanc Legend. Đây là chai nước hoa cực kỳ phù hợp với các anh em nào tầm được khoảng độ tuổi 30 đổ lên và yêu thích một cái phong cách cổ điển, giản dị. Thì Montblanc Legend này rất là phù hợp. Mình phải nói với các anh em rằng bên cạnh cái giá tiền thì cái việc mà style các anh em có hợp với cái mùi hương chai nước hoa đó hay không, mình nghĩ nó phải chiếm đến 80% quyết định. Bạn có hấp dẫn khi mà xịt nước hoa hay không? Không, kể cả anh em có xịt một chai nước hoa 500-600 đô, thế nhưng nếu như các anh em không hợp thì nó cũng là vứt đi. Thế nhưng ở chai nước hoa này, nếu như các anh em nào quần nâu áo sơ mi hoặc là ăn mặc rất là bình thường thôi, thế nhưng có một cái phong cách điềm đạm classic, thì chai Montblanc Legend này rất là phù hợp. Do đó ở vị trí số 10 là một sản phẩm của nhà Montblanc. Ở vị trí số 9 đó là một chai nước hoa rất được nhiều người biết, Bleu Chanel Eau de Parfum. Không cần nói quá nhiều, chai nước hoa này nếu như các anh em cần một cái mùi hương buổi tối mà đi chơi chẳng hạn, mà thu hút quyến rũ đó, điểm an toàn rất là cao, thì Bleu Chanel Eau de Parfum này là cái sự lựa chọn cực kỳ an toàn dành cho các anh em. Và vị trí số 8 đó là một sản phẩm của nhà Hermès, nó có tên là Terre d'Hermès Eau de Parfum. Tại sao không phải là Eau de Toilette mà lại là Eau de Parfum? Bởi vì với cái phiên bản này thì nhà nước hoa này người ta đã cho thêm gỗ, do đó khi mà xịt xong thì cảm giác mùi hương nó trầm hơn, chứ nó còn không có các vẻ thanh giống như bản Eau de Toilette. Mình, đối với cá nhân của mình thì mình cảm thấy nó rất là hợp khi mà sử dụng vào trời đêm, buổi tối, trời thu đông này. Rất là manly, rất là nam tính và cũng rất là thu hút. Ở vị trí số 8, Terre d'Hermès Eau de Parfum. Ở vị trí số 7 đó là một sản phẩm của nhà Polo, nó có tên là Polo Double Black. Mở đầu bằng mùi hương của xoài và tiếp theo đó là hạt cà phê và hương cay nồng, một chút cay nồng của hạt tiêu đen. Nhưng tóm lại đây là mùi hương cực kỳ thu hút, rất phù hợp với các anh em nào tầm khoảng 24-25 đổ lên và bắt đầu buổi tối. Wow, ok. Mặc một chiếc áo măng tô khoác dài và xịt mùi hương này thì đi uống cà phê hoặc là đi đâu đó với các chị em rất là thu hút, rất ghi điểm. Đó, ở vị trí số 7, Polo Double Black. Ở vị trí số 6, đó là một chai nước hoa mà nhà nước hoa này họ luôn luôn rất là thích sử dụng xạ hương. Họ nhắc đến cái này chắc là anh em đã đoán được ra rồi, Narciso Rodriguez For Him. Mình nhớ là khi bắt đầu mình làm video về nước hoa thì mình đã làm review chai nước hoa này và có một bạn sau đó comment chai nước hoa này cực kỳ thích hợp vào những cái ngày mà nó hơi ẩm ướt đó, trong cái tiết se lạnh của mùa đông và hơi ẩm ướt, có một chút gì đó còn mưa phùn chẳng hạn, thì cái mùi xạ hương của chai nước hoa này cực kỳ thích hợp. Nó có một cái gì đó khi mà anh em xịt và đi vào trong điều kiện thời tiết là như thế chẳng hạn, thì các chị em có nghĩa là mình nghĩ là khi mà ngửi thấy mùi hương này sẽ cảm giác thấy nó có một cái gì nó ấm áp, có một cái gì đó nó ngửi nó dễ chịu, nó cảm thấy nó vui hơn so với cái khung cảnh thời tiết khá là buồn tẻ đó. Thì mình nghĩ là trong ví dụ như có một cái buổi tối nào đó mà tiết trời nó như thế, chắc chắn là sẽ có. Thì Narciso Rodriguez For Him với mùi xạ hương cực kỳ là thu hút ở vị trí số 6 mình muốn giới thiệu cho các em. Ở vị trí số 5 đó là bản nâng cấp tiếp theo của Prada Amber Pure Homme, nhưng với cái mùi hương khác hẳn hoàn toàn. Nếu như ở phiên bản đầu tiên, Prada Amber Pure Homme nó có hơi hướng nhẹ nhàng và soapy, mặc dù là nước hoa của nam nhưng mà chai nước hoa đó nó có ít nhiều thiên hướng về nữ. Thế nhưng ở phiên bản nâng cấp tiếp theo, Prada Amber Pure Intense, mùi hương nó hoàn toàn khác, hổ phách, hoắc hương tạo nên cái mùi hương và nhựa balsamic nữa, nó tạo nên cái mùi hương dày, trầm và ấm áp. Có rất nhiều các comment ở trên các diễn đàn nước hoa nước ngoài là họ đã nói là nếu như mà dùng ban ngày thì dùng Prada Amber Pure Homme và dùng buổi tối thì Prada Amber Pure Intense là một set đồ luôn, cực kỳ ok, cực kỳ thu hút. Cái mùi hương này nó rất là điềm đạm, nó rất là nam tính, không quá già. Anh em cầm khoảng 24-25 mà
quần áo sơ mi sơ vin, ăn mặc lịch soạc, giày tây bóng lộn và xịt mùi hương trà nước hoa này nữa thì rất là ok. Trong các dịp đi gặp gỡ, đi giao lưu, đi cà phê, party nhẹ nhàng một chút cũng có thể xịt được trà nước hoa này. Miễn là đừng, nếu mà đi bar thì không, nó không hợp. Còn lại tất cả các cái dịp đi chơi vào buổi tối thì Prada Amber Prime Intense thì muốn giới thiệu cho anh em ở vị trí số 5. Ok, ở vị trí số 4 trà nước hoa mình muốn giới thiệu cho anh em đó là Jardic and Bonte, This Is For Him. Nhìn ngoại hình của trà nước hoa này thì mọi người cũng có thể cảm thấy là nó rất là cứng cáp, nó rất là góc cạnh chứ nó không hề có cái nét gì nó mềm mại, cuốn hút, sexy. Bởi vì về cơ bản mùi hương của trà nước hoa này nó là gỗ và nhang, do đó nó tạo được cái mùi hương cực kỳ là power. Và nếu như anh em nào có một cái phong cách nó không hẳn, nó không phải là sport, mà khi mà anh em tiếp xúc với tất cả mọi người luôn luôn cảm thấy các anh em có một cái phong cách, có một cái nguồn năng lượng dồi dào, mạnh mẽ, thì Jardin and Bonte, This Is For Him cực kỳ là một cái vũ khí hỗ trợ rất đắc lực. Ở vị trí số 4, Jardin and Bonte, This Is For Him. Ok, ở vị trí số 3 là một sản phẩm của nhà George Gabbana, The One, All The Perfume. Bạn muốn cổ điển, nó có cổ điển, bạn muốn thu hút, nó có thu hút, bạn muốn có một chút gì đó nó sexy, nhẹ nhàng thì nó cũng có. Đây là trà nước hoa mình đánh giá đến thời điểm hiện tại là tốt nhất của nhà George Gabbana. Còn lại thì những cái phiên bản tiếp theo, ví dụ như là King hoặc là Grey chẳng hạn, thực sự là mình không đánh giá quá cao. Thế nhưng đối với The One Order Perfume này thì nên có trong bộ sưu tập nước hoa của mình. Ở vị trí số 3 đó là George Gabbana The One Order Perfume. Ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm mà mình muốn dành đến cho các anh em nào tầm khoảng 35 đổ lên, đó là Tom Ford Noir. Một cái mùi hương điềm đạm, nam tính và khá là già dặn. Các anh em nào tầm từ khoảng 35 đổ lên và cần một cái mùi hương mà nó đã có, khi mà các anh em xịt thì cảm thấy là mình đã có cái sự từng trải, có kinh nghiệm sống rồi, thì Tom Ford Noir là rất là thích hợp đối với các anh em nào đang cần một cái mùi hương như thế. Ở vị trí số 2, một sản phẩm của nhà Tom Ford. Ok, ở vị trí số 1 đó là một quả bom của da thuộc, thuốc lá và một chút cay nồng. Nghe đây là các anh em có thể đoán được rồi, Victor Roth Spice Farm Extreme. Mình nghĩ là trong cái tiết trời lạnh của mùa đông này, khi mà các anh em xịt mùi hương của Spice Bomb, khi mà chúng ta đi đến đâu thì chúng ta sẽ, mình nghĩ là sẽ có một chút ấm áp, có một chút nồng nàn trong cái tiết trời lạnh của mùa đông. Rất rất thích hợp, rất rất thích hợp luôn. Do đó ở vị trí số 1 mình đặc biệt muốn giới thiệu đến cho anh em Victor Roth Spice Farm Extreme. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến cho anh em top 10 trà nước hoa mà các anh em có thể sử dụng để đi chơi vào thu đông. Rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share để em, nếu như các anh em cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.